Cuộc sống quê nhà thuở xưa, ai nấy cũng khó khăn. Hằng ngày dựa vào con tôm con cá dưới sông, cuộc sống quanh năm với ruộng đồng. Ấy thế, cứ mỗi khi đến mùa mưa là Hằng sâu vào trong tiềm thức của mỗi người, làm cho con người ta nhớ nhung đủ điều. Nhớ những ngày mưa dầm là ngày khổ nhất, khổ cho công việc đồng áng. Nhớ cái khổ cho bữa cơm gia đình vì khó kiếm đồ ăn. Nhưng những ai lớn lên ở miền đất mặn Trà Vinh như tôi chắc hẳn sẽ nhớ mãi món dập kho sả cho bữa cơm chiều mưa dầm trong tình yêu thương đầm ấm. Những bữa cơm đơn sơ ấy luôn rộn rã tiếng cười và hạnh phúc. Đôi khi dù cuộc sống hiện tại đủ đầy các món ngon, nhưng với tôi, món ăn này là một trời ký ức không thể nào quên. Nguyễn về quê bắt con dập, mới bắt được chừng có 5 phút thôi á hả, mà đầy cá một xô luôn nè. Hoàng Hạnh biết không, đối với con dập này á, thường thường nó sẽ ở nước lợ hay là nước mặn, mà đặc biệt á là hồi xưa người ta bắt dập là chỉ bắt ở bãi bồi hay là trong rừng nước thôi. Mà với ngày nay á thì giá trị kinh tế nên là mọi người có thể nuôi trong ao nè, trong hồ hoặc là những cái bãi bồi ven sông của nhà mình đó. Và ấn tượng nhất á đối với Trung Nguyễn á là món dập á là chế biến rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt như là nước mỡ hành nè, hoặc là hấp thái, hấp sả, nhưng mà ngon nhất là món thôi khô sả ăn với cơm nguội đó Hoàng Hạnh. Trời, sẵn tiện á, hôm nay bắt được mới dợp nè, bây giờ mình đem vô mình kho khu xã, mình ăn cơm nguội như là Nguyễn nói ha. Và xin mời quý vị và các bạn hãy ăn cùng với lại Hằng Hạnh và Trung Nguyễn luôn nha. Giữa cuộc sống bộn bề nơi phố thị, đôi lúc thèm những ngày thông thả, mò cua bắt ốc như thời thơ ấu bên con sông quê. Nơi đó có rất nhiều cá tôm, rồi có cả con ốc con sò. Và cũng có con dợp to gấp 2-3 lần con nghêu, vỏ cứng dày sần màu rêu, thịt dai và đầy đặn. Bắt dợp quê tôi diễn ra quanh năm, người lớn thường chọn lúc nông nhàn, còn đám trẻ của chúng tôi ngày ấy thì tranh thủ vào buổi chiều mưa, chạy ào xuống sông, bắt đầu mò dợp, tìm cho bữa cơm chiều gia đình. Có hôm nước cạn, nhìn chỗ nước phun bọt, hoặc một phần đầu vỏ dợp đưa lên là chỉ việc moi chúng ra từ đám đất bùn. Có hôm nước tràn lên bãi bồi ven sông thì phải lội bì bõm trong nước mới mò bắt được dợp. Vài ba ngày chưa xuống sông để được hưởng cảm giác thích thú khi đếm những con dợp bắt được, nghe vỏ dợp da vào nhau lợp bọp đã thấy thương nhớ. Dòng sông quê ngày đêm vẫn đông đầy con nước, mang phù sa bồi đắp cho những bãi bồi sông quê nhà. Trong bao lớp phù sa ấy, con dợp vẫn từng ngày sinh sôi nảy nở. Thuở xưa thì con dợp có ngoài sông hay trong ao hồ tự nhiên, nhưng những năm gần đây vì giá trị kinh tế thì nghề nuôi loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ này phát triển đã đem lại thu nhập kinh tế cao cho bà con miền đất mặn. Là một loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ với môi trường sống là nguồn nước sạch không bị ô nhiễm, độ mặn thích hợp chất đáy bùn nhão, nên dợp phân bố chủ yếu ở các vùng bãi bồi ven sông ven biển. Chúng thường dùi mình ở dưới lớp mặt đáy. Đối với con vật này, dễ nuôi và ít tốn chi phí, không đòi hỏi nhiều về mặt kỹ thuật. Và một ưu thế khác của con dợp là hầu như không bị dịch bệnh, nên tỷ lệ hao hụt là không đáng kể. Thức ăn chủ yếu của dợp là nguồn thực vật đơn bào, phù du thực vật, tảo đáy, ấu trùng của động vật khác, mùn bã hữu cơ, muối khoáng. Loài động vật thân mềm này tiêu thụ cả sản phẩm mùn bã hữu cơ từ rừng nước, đồng thời với các loại tảo khuê khác nên rất dễ nuôi, không phải tốn kém thêm bất kỳ chi phí nào khác trong suốt thời gian thả nuôi. Với điều tâm đắc của bà con quê tôi từ xưa đến nay là với nghề nuôi dợp, vì tận dụng hết diện tích đất bãi bồi ở ven sông và khi đó cứ mỗi một đồng vốn là đem về 2 đồng lời cho các bà con. Nhìn chung, động vật thân mềm hai mảnh vỏ này được nhiều người ưa chuộng và có giá trị kinh tế không thua kém gì các loại khác như nghêu, sò. Bên cạnh đó, từ thuở xưa cho đến bây giờ, đều giúp cho đời sống bà con quê tôi ngày càng thêm được cải thiện và ổn định. Với nhiều năm gần đây, thì nghề nuôi dợp là một trào lưu được nhà nhà nuôi thả của miền quê sông nước này. Các bãi bồi đâu đâu cũng là dợp.
Song song, các điểm thu mua dợp cũng mọc lên nhiều. Vì vậy, bà con cũng thêm phần phấn khởi, không lo đầu ra của loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ này. Từ xưa cho đến bây giờ, thì dợp vẫn là một món ăn dân dã, là đặc sản của miền biển Trà Vinh quê tôi. Theo cách của người địa phương, ăn dợp thì khá là đơn giản. Từ lâu trong tâm thức của bao người con quê tôi, thì lúc nào cũng vậy, khi bắt được dợp nhiều rồi sẽ chế biến ra rất nhiều món khác nhau, như là hấp sả hay nướng mỡ hành. Tuy có nhiều dung vị, nhưng đối với tôi nói riêng và bao người con miền biển Trà Vinh nói chung, thì chỉ có dợp kho khô sả ớt, ăn cơm là nhớ mãi trong ký ức tuổi thơ của mỗi người. Cách chế biến món dợp kho sả cũng rất là đơn giản, nhưng phải đúng cách mới bộc lộ hết cái ngon của nó. Sau khi rửa sạch dợp, đầu tiên thì chúng ta cho dợp vào nồi nước sôi, luộc, đợi đến khi dợp há miệng ra, sẽ gắp lấy phần ruột bên trong. Tiếp đến bắt cái nồi kho hay cái chảo, cho vào chút dầu ăn hoặc mỡ đều được. Đợi khi dầu hoặc mỡ nóng lên, thì bỏ tỏi chung với chút sả ớt phi cho vàng. Khi tỏi và sả ớt đã vàng, thì bỏ phần ruột dợp vào cháy đều. Đối với món này, mọi người nên đun lửa nhỏ, đến khi nước đặc sền sệt, nên cho thêm một phần sả ớt còn lại vào, rồi nêm gia vị vừa ăn. Xong nhắc bếp lên là chúng ta có ngay món dợp kho sả, đậm đà hương vị quê nhà. Thì thoảng về quê lại được thưởng thức hương vị ngọt ngào của món dợp kho sả ớt quen thuộc. Chính vị ngon thanh đạm ấy như một sự thanh bình của quê hương, xóa đi bao nhiêu ồn ào, bộn bề của cuộc sống, hòa chung không khí ấm áp cùng gia đình thưởng thức vị ngon của loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ này. Nếu cảm thấy cuộc sống này đã quá mệt mỏi, quá nặng nề và muộn phiền với công danh chức tước, nếu quá áp lực với lòng người nơi xa xứ, ho khan nơi khói bụi thành phố, thì hãy về đây, về miền quê nhà. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc về thưởng thức món ngon từ con dợp, một miền quê nghèo khó với những con người chân chất, mộc mạc, tốt bụng. Những người con xa quê ai cũng ngậm ngùi nhớ thương. Dợp bây giờ từ món ăn dân dã cũng đã trở thành món ăn đặc sản, nên nhiều người đi bắt để bán. Chỉ tiếc rằng giờ đây những con dợp lớn cứ ít dần, những con dợp còn nhỏ cũng bị ăn thịt nên không còn ngon như xưa. Ai đã từng một thời những buổi đi bắt dợp, thưởng thức cái hương vị đậm đà dân dã của món dợp ngày xưa, mới cảm nhận hết được món quà của vùng sông nước dâng tặng cho con người. Tôi đã yêu người dân quê tôi chân chất hiền lành, đã đem lòng yêu cả miền Tây, một vùng đất trên bản đồ Việt Nam đã gợi cho tôi bao kỷ niệm, nhớ một miền quê nghèo khó nhưng tình người bao la ấm áp như dòng nước Cửu Long Giang.